Xin chào tất cả các bạn. Rất vui hôm nay lại gặp tiếp các bạn trong ngày thứ 26 trong chuỗi các bài tập yoga dành cho người bắt đầu. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu vào bài tập ngày hôm nay nhé. Từ đây chúng ta hãy ngồi trên tư thế kim cương của mình ạ. Hông của chúng ta sẽ ngồi lên gót chân. Tay đặt nhẹ lên đầu gối ạ. Với những ai gù lưng thì tư thế này sẽ giúp chúng ta khắc phục được cái việc ngồi của mình không bị gù lưng nữa. Chặn. Hãy khép nhẹ đôi mắt lại. Khi hít vào, bụng phình căng lên. Khi thở ra thật chậm và xẹp sâu bụng xuống. Hít vào, bụng phình căng lên. Thở ra thật chậm, thở hết ra. Hít vào, bụng phình căng lên. Thở ra, hóp sâu bụng, thở hết ra. Rồi đây chúng ta hãy thở đều và nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình ra. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào các bài tập. Từ đây hít vào, hai tay đưa lên cao, đan tay vào nhau, ngửa căng lòng bàn tay, duỗi thẳng cánh tay, mắt hướng nhìn lên. Hơi đẩy nhẹ bụng ra sau, vươn dài cột sống. Thở ra hạ tay xuống, cuộn lưng hóp sâu bụng, mắt nhìn xuống rốn. Tiếp tục hít vào, hai tay lên cao, đan tay, ngửa căng lòng bàn tay, hạ thấp cái đỉnh vai trong xuống, hạ vai trong mềm ra. Thở ra thật chậm, hóp sâu bụng, quặn lưng. Tiếp tục hít vào, hai tay lên cao, đan tay, ngửa căng lòng bàn tay của mình lên. Giữ ở đây. 5 4 3 2 1. Rồi nhẹ nhàng thở ra, hai tay hạ xuống, mắt nhìn xuống rốn. Hít vào, vươn căng hai tay lên. Thở ra, tay phải sang phải, vươn người, nghiêng người sang phải, vươn căng tay trái của mình. Hông của chúng ta vẫn ở trên, không lệch hông. Hít vào, vươn căng hai tay. Thở ra, đùi về, vươn căng tay phải, mắt hướng nhìn lên trần. Hít vào, hai tay lên cao, vươn căng hai tay. Thở ra, nghiêng người sang phải, vươn căng tay trái, vươn căng tay trái. Tiếp tục hít vào, hai tay lên cao. Thở ra, đùi bên và giữ. 5 4 3 2 1. Hít vào, vươn căng hai tay. Thở ra, chúng ta hạ khuỷu tay trái về phía trước ạ. Vươn căng tay phải lên, mắt nhìn theo tay phải, sao cho hai vai của chúng ta cùng nằm trên một đường thẳng. Hít vào, vươn căng hai tay. Thở ra, đổi bên, hạ khuỷu tay phải xuống ạ. Nếu ai không hạ được khuỷu tay cũng không sao, như chậu thế, trùng nhẹ như này, trùng nhẹ, rồi xoay đầu, như chậu. Ai tốt hạ hận sâu xuống. Hít vào, vươn căng hai tay lên. Thở ra, hạ khuỷu tay, vươn căng tay phải, mắt hướng nhìn lên giữa đây. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp tục hít vào, vươn căng hai tay. Thở ra, đùi bên, vươn căng tay trái. Giữ ở đây, hít thở đều. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp tục hít vào, hai tay vươn căng. Thở ra, hai tay ra sau, đan tay ạ. Hai tay ra sau mông, đan tay. Xoay vai,
Hít vào dưới ngực vươn căng cổ. Thở ra gập người về trước. Vươn dài cột sống ạ. Tay ra sau. Nếu ai tốt thì hạ trán xuống. Tay ra xa lên. Tiếp tục hít vào. Nâng cơ thể của mình lên. Dưới ngực ngả sau. Vươn căng cổ. Vươn căng cổ. Thở ra gập người về trước. Hạ trán. Đưa tay ra xa lên. Tiếp tục hít vào. Mở ngực võng lên. Vươn căng. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra quặn lưng. Thở ra không ạ. Hạ trán xuống. Đưa tay ra xa. Hít thở đều và giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi nhẹ nhàng hít vào. Thẳng lưng lên. Thẳng lưng lên. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng tách nhẹ hai tay của mình ra. Thả lỏng hai tay. Đặt hai tay của mình xuống sàn. Đẩy hông lên cao. Rồi. Hít vào. Chúng ta sẽ mở ngực võng lên. Vươn căng cổ. Thở ra cuộn lưng lên. Hóp sâu. Đưa ngực về gần cao. Tiếp tục hít vào, mở ngực võng lên, vươn căng cổ. Thở ra cuộn lưng lên cao. Hóp sâu bụng. Hít vào, mở ngực võng lên. Thở ra cuộn lưng lên. Hóp sâu bụng. Hít vào trở về cái bàn. Từ đây các đầu bàn tay của chúng ta sẽ chúng ta sẽ nâng bàn tay phải của mình lên ạ. Hạ bàn tay phải quay ngược lại để duỗi thẳng tay ra. Hơi trùng nhẹ xuống ạ. Rồi quay trở lại. Rồi úp cái bàn tay của chúng ta xuống ạ. Chúng ta khởi động kỹ cái vòng cổ tay của mình. Hít vào. Thở ra. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp tục chúng ta đổi bên. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Rồi lấy chúng ta nhẹ nhàng chống 10 đầu ngón chân. Đẩy hông lên cao. Tư thế về ngược. Chìm sâu vai. Tiếp tục hít vào, bước chân phải về giữa hai tay. Kiện cao gót chân trái lên ạ. Chìm sâu khớp háng, cảm nhận khớp háng của mình được mở ra. Mắt nhìn về phía đầu thang. Hít vào, vươn căng tay phải lên. Vươn căng tay phải. Mắt nhìn theo cái đầu ngón tay, cảm nhận tay phải của mình. Thở ra, hạ tay phải của mình xuống. Hạ đầu gối trái xuống. Hít vào vươn căng hai tay. Mắt hướng nhìn lên. Thở ra hạ tay. Chống mũi chân của mình. Rồi đưa chân phải ra sau. Về tấm ván ạ. Siết toàn bộ cơ thể. Xốc vai. Thở ra hạ đầu gối. Trùng thiểu tài. Hạ ngực cằm. Hít vào, bước mũi chân, hạ bụng, trườn lên dặn. Thở ra, chống 10 đầu ngón chân, đẩy hông lên cao về ngược, chìm sâu vai. Hít vào, bước chân trái về giữa hai tay. Mắt nhìn về trước, chìm sâu hông. Cái hông của chúng ta thấp hơn so với vai của mình nhé. Cảm nhận khớp háng đừng mở ra. Hít vào, đưa tay trái lên cao, vươn dài tay trái. Thở ra hạ tay xuống, hạ đầu gối phải xuống, vươn mũi chân ra.
Hít vào vươn căng hai tay. Mắt hướng nhìn lên. Thở ra hạ tay xuống. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng chống mũi chân phải, đưa chân trái ra sau về tấm ván. Siết cơ bụng của mình, quặn xương cổ. Thở ra hạ đầu gối, trùng kiểu tay hạ ngực cằm. Nhớ nhấn các đầu ngón tay xuống để chúng ta không đau mỏi cổ tay của mình. Hạ đầu, hạ ngực cằm. Hít vào vuốt mũi chân, hạ bụng, chườn lên rắn. Thở ra chống mũi đầu mũi chân, đẩy hông lên cao về ngược, chìm sâu vai. Chìm sâu vai. Hơi nâng nhẹ đầu lên một chút, ngẩng nhẹ đầu lên một chút. Tiếp tục hít vào bước chân phải về giữa hai tay. Kiện cao gót chân trái lên. Vươn căng tay phải. Mắt nhìn theo tay. Thở ra, hạ tay phải xuống. Rồi đưa chân phải ra sau về tập ván. Siết toàn bộ cơ thể. Thở hạ đầu gối, trùng khuỷu tay hạ ngực cằm. Hít vào vuốt mũi chân, hạ bụng, trườn lên rắn. Siết bụng mông đùi. Thở ra chống mũi đầu ngón chân, đẩy hông lên cao về ngược, chìm sâu vai. Tiếp tục hít vào, bước chân trái về giữa hai tay. Duỗi thẳng đầu gối chân phải. Hít vào, vươn tay trái lên. Thở ra hạ tay trái, hạ đầu gối phải xuống. Hít vào, vươn căng hai tay. Mắt hướng nhìn lên. Đẩy bụng ra sau. Thở ra hạ hai tay xuống. Rồi chống mũi chân phải. Bước chân ra sau về tấm ván. Siết bụng mông đùi. Thở ra hạ đầu gối. Trùng khuỷu tay hạ ngực cằm. Hạ ngực cằm. Tiếp tục hít vào vuốt mũi chân. Hạ bụng. Trườn lên rắn. Thở ra chống mũi đầu ngón chân. Đẩy hông lên cao về ngược. Chìm sâu vai. Hít thở đều và giữ ở đây. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng hít vào bước chân phải về giữa hai tay. Rồi hai tay đưa lên cao tư thế chiến binh một. Rồi ạ. Căng mỏi đầu gối chúng ta có thể nhấc đầu gối lên xuống. Giữ 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra hạ tay của mình xuống. Duỗi thẳng đầu gối chân phải sẽ giúp chúng ta kéo giãn vùng chân của mình và sẽ không bị gọi là bắp chân to giống như người đang hỏi mình nữa. Rồi kiện cao gót chân trái lên. Kiện cao gót chân trái lên. Rồi từ đây nếu ai tốt ạ hoặc có gạch ạ, đúng không, chúng ta có thể dùng hỗ trợ nhá. Hít vào, vươn căng tay phải lên ạ. Ai cảm thấy khó giữ thăng bằng có thể hạ đầu gối trái xuống được chưa, để tay mình có thể vươn được lên cao một cách dễ dàng. Dạ, có đâu ai thể lực tốt hơn này, vẫn kiện cao hết chân đại học này. Thở ra hạ tay của mình xuống. Rồi nhẹ nhàng chúng ta đưa chân ra sau về bên ngược, chìm sâu vai. Chìm sâu vai. Hít vào bước chân trái về giữa hai tay. Hai tay lên cao tư thế chiến binh một. Chiến binh một ạ. Kiện cao gót chân phải sau. Giữ ở đây. Hít thở đều. 6 5 4 3 2 1. Rồi nhẹ nhàng thở ra. Hạ tay xuống. Duỗi thẳng đầu gối chân trái ra. Đẩy hông lên cao. Hạ bàn tay phải xuống sàn. Được chưa ạ? Rồi vươn căng tay trái.
ai không thốt có thể chồng đầu gối phải xuống sàn. Thở ra nhẹ nhàng, chồng nhẹ đầu gối, hạ bàn tay xuống, rồi đưa chân ra sau về về ngược, chìm sâu vai. Tiếp tục hít vào, bước chân phải về giữa hai tay, bước chân phải về giữa hai tay, hai tay lên cao tư thế 91. Chúng ta sẽ giữ ở đây 5 4 3 2 1. Rồi nhẹ nhàng thở ra, hạ tay xuống, duỗi thẳng đầu gối, chân phải. Từ đây nếu ai có gạch, chúng ta sẽ dùng gạch bổ trợ để đặt bàn tay của mình lên bên cạnh bên trái. Hít vào rồi vươn cánh tay phải lên, mắt nhìn tay phải, duỗi thẳng đầu gối trái, giữ ở đây 5 4 3 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng hạ tay xuống, đưa chân ra sau về về ngược, chìm sâu vai. Tiếp tục hít vào, bước chân trái về giữa hai tay, rồi hai tay lên cao tư thế 91. Vươn căng tay của mình lên ạ, giữ ở đây 6 5 4 3 2 1. Rồi nhẹ nhàng thở ra, hạ tay xuống, duỗi thẳng đầu gối chân trái của mình, đẩy hông lên cao, đưa bụng về gần đùi, được chưa? Và ai có gạch thì chúng ta hãy đặt bàn tay phải lên bên gạch phải, vươn cẳng tay trái, mắt hướng nhìn lên, giữ ở đây 5 4 3 2 1. Thở ra, hạ tay của mình xuống ạ, chung nhẹ đầu gối. Chúng ta nhẹ nhàng đưa chân của mình ra sau về về ngược, hít thở đều, thở ra, hạ đầu gối của mình xuống sàn, hạ đầu gối xuống sàn, đưa hông ra sau, hạ trán xuống tư thế em bé, tách rộng đầu gối sang, hít thở đều. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng đẩy hông lên nào, đẩy hông lên. Đối với những ai mà đau nhất là đau vùng cổ tay của chúng ta, rất là nhiều người đang nói về đau vùng cổ tay, thì chúng ta có thể thực hiện đặt kiểu tay của mình xuống và thực hiện tư thế tập hóa thấp như sau. Hít vào, đưa hai chân ra sau, siết bụng mông đùi, đó là tư thế tập hóa, nhưng chúng ta thực hiện tư thế tập hóa thấp như sau. Xốc vai này để chúng ta hạn chế cái vấn đề mà chúng ta đang bị đau cổ tay của mình. Rồi nhẹ nhàng hạ đầu gối của mình xuống, hạ đầu gối xuống. Từ đây chúng ta tách tay của mình ra, rồi vẫn là đưa lên tầm ván thấp ạ. Lúc này chúng ta tay của mình tách ra, úp hai bàn tay xuống sàn, đưa chân ra sau, được chưa? Rồi nhẹ nhàng xoay, xoay gót chân của mình hạ sang bên phải, xoay gót chân của mình hạ sang bên phải. Với những ai mà cảm thấy lực đỡ của mình quá là khó đỡ thì có thể đặt bàn chân phải về phía trước này ạ. Thì cái đấy lực của chúng ta rất là dễ dàng để có thể vươn cánh tay của mình lên, được chưa? Rồi nhẹ nhàng thở ra, hạ tay của mình xuống, duỗi thẳng chân ra sau, siết nhẹ cơ bụng của mình. Mỏi có thể hạ đầu gối xuống ạ, không phải cố gắng quá giữ và cảm thấy mình mỏi được không ạ? Rồi tiếp tục tấm ván thấp, đưa hai chân ra sau. Rồi chúng ta xoay cái khuỷu tay phải, bàn tay của chúng ta xoay như này, gót chân xoay sang bên trái, đưa cái bàn chân trái của mình gần về phía đùi trên của mình để đỡ lực ạ. Đưa tay trái lên hoặc vươn cang tay đẩy hông lên, giữ theo khả năng của mình. 5 4 3 2 1. Rồi nhẹ nhàng chúng ta hạ tay của mình xuống, đưa chân ra sau về tư thế tầm ván thấp, hạ đầu gối của mình xuống sàn. Đây chúng ta mỏi có thể hạ đầu gối của mình xuống sàn như vậy.
Từ đây chúng ta nhẹ nhàng tách rộng đầu gối sang hai bên, thư giãn tư thế em bé, hạ sâu gót chân về phía mông của mình. Hít thở đều ở đây. 6 5 4 3 2 1. Rồi giờ chúng ta nhẹ nhàng đẩy hông lên cao và ngồi lên tư thế kim cương ạ. Vừa rồi đó là bài tập ngày thứ 26 trong chuỗi các bài tập yoga dành cho người mất đầu. Hy vọng rằng bài tập này tiếp tục là những bài tập bổ ích dành cho các bạn. Và đừng quên like, comment, subscribe và bật chuông kênh YouTube của mình để chờ đợi những clip tiếp theo nhé. Tạm biệt.